trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn tiểu thuyết chiến tranh với nhan đề trước ngưỡng cửa bình minh câu chuyện của những người lính sư đoàn 320 sư đoàn đồng bằng trong những ngày cuối của cuộc chiến tranh Việt Nam kính tặng các chiến sĩ sư đoàn đồng bằng anh hùng cuốn tiểu thuyết này viết dựa vào những sự kiện xảy ra trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và có miêu tả một trận đánh có thực diễn ra trong chiến dịch này phần thứ bảy trước mặt họ là hàng rào cuối cùng. Đại đội trưởng đại đội mở cửa vừa hy sinh, đại đội chỉ còn non một phần ba quân số. Tiểu đoàn ra lệnh cho đại đội thọc sâu của Ráp tiếp tục lên đột phá. Đội hình của đại đội thọc sâu đã được đưa lên sát cửa đột phá. Đại đội trưởng giáp khẩn trương tổ chức lại hỏa lực rồi trở về vị trí chỉ huy của mình. Bên một gò mối trước cửa đột phá, khói, bụi đã kịp bám đầy người anh. Lúc bình thường, đại đội trưởng giáp lúc nào cũng bành bao, đi đứng chứng chạc. Nhưng khi xung trận anh như biến thành một con người khác hẳn. Anh di chuyển thoăn thoắt, mắt đỏ vân lên bởi khói đạn sọc vào và có lẽ bởi luôn bực tức hằn học vì những thằng địch đang cản bước tiến của mình. Anh ra những mệnh lệnh ngắn gọn nhưng bao giờ cũng chính xác. Lúc ấy kẻ nào nhu nhơ thì coi trường Lúc này, ngồi trồm hốm bên gò mối nhìn găm vào chiếc ụ súng bên trong hàng rào cuối cùng, trông anh như một con sư tử đang rình mồi. Một tay cầm ống nghe, mắt vẫn không rời mục tiêu, ráp quát vào máy. Hỏng một khẩu DKZ rồi. Vâng, nhưng không sao. Tôi sẽ điều khẩu đại liên lên bắn kiềm nó. Anh cho thêm hai khẩu 12 ly 7 của tiểu đoàn lên phía sau tôi đi. Dập xong cái u súng mất dạy ấy là tôi cho bật nốt hàng rào cuối cùng ngay. Nhắc pháo binh bắn lùi vào phía trong đi. Họ choảng vào đầu bon tôi bây giờ đây này. Sao lúc này mắt mũi họ lại kèm nhem thế không biết. Khói hả? Ừ thì khói nhưng cũng đừng có đấm vào lưng anh em đấy. Buông máy điện thoại, đại đội trưởng quay lại khoát tay ra hiệu cho trung đội trưởng Thịnh bỏ lên. Vừa lúc đó thì pháo ta ngừng bắn. Thịnh chưa kịp trờn tới bên đống mối thì đại liên địch lại giết lên. Đạn ken thành từng luồng dọc cửa mở. Thịnh cố nhoài tới gò mối. Mồ hôi vá ra, mặt tái nhợt. Cho B-41 lên chưa? Tánh! Tánh đâu? Thịnh gào lên trong tiếng đạn. Không hiểu phía sau có ai nghe tiếng Anh không. Nhưng một lát sau, thấy tính thập thỏ phía sau khẩu Descartes vừa bị bắn hỏng. Một quả cối 160 ly lưu phía trận địa pháo của sư đoàn vọt tới, nổ dầm trên bờ tường đất như một trái bom. Lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tánh vọt lên, lao tới ngã xoài ngay bên cạnh giáp và thịnh. Tưởng tánh bị thương, đại đội trưởng đạp nhẹ vào vai cậu ta một cái để kiểm tra, tánh ngẩng lên, nhe răng cười. Bố trẻ, đã nhìn thấy chiếc xe tăng chôn ngầm sau cái ụ đất kia chưa? Thấy, Tánh gật đầu. Thịt được nó không? Để xem, đất bắn vào đây mồm tôi rồi. Mặc sắc cái mồm ông, nhưng khẩn trương lên. Trùng trình ở đây là chết cả nút. Một huân chương nhé, Tánh nói và lại tuyết miệng cười. Thiếu cha gì huân chương, đếch gì. Anh xạ thủ xoay ngang xoay dọc lựa thế rồi đột ngột nhảy phốc một cái qua một hố đại bắc phía trái cửa đột phá. Đại liên địch gầm lên tức tối đạn phóng lựu tới tấp bay tới nổ đoàn đoàn xung quanh tánh. Trời! Nhanh lên! Nổ cả cái bây giờ, đại đội trưởng lo lắng gào lên. Nhưng đại liên địch vẫn găm sát miệng hố. Tánh vẫn không ngóc đầu lên được. Đại đội trưởng quay lại thấy một khẩu 12 ly 7 vừa được điều lên đang giá súng. Anh khoát tay ra lệnh bắn chi viện cho tánh. Khẩu 12 ly 7 lập tức lên tiếng. Bắn từng tràng dài. Đạn cao găm tận mép bờ tường đất tuy vậy cũng tạm ngăn được bọn bộ binh ở phía sau tường không còn dám nhô lên bắn phóng lựu về phía tánh nữa. Trong lúc ấy tánh vẫn ngọ ngoại dưới lòng hố. Nhưng, vụt một cái anh ta bật dậy như lò xo so và bắn liền một phát. Cao rồi. Ráp quát lên rồi lợi dụng lúc bọn địch chưa kịp hoàn hồn vì phát B-41 phóng hụt, anh nhảy vọt sang với tánh. Mặc tôi, anh sang đây làm gì? Đưa tớ bắn. Không được, anh là đại đội trưởng. Thì sao? lắp đạn cho tôi ơ ờ, ráp kêu lên ngạc nhiên trước mệnh lệnh của người xạ thủ tuy vậy anh cũng rút một quả đạn sau lưng tánh rồi nằm ngửa ra lắp vào đầu súng và chuyển cho tánh liếc nhìn về phía sau anh thấy năm và các bộc phá viên đã sẵn sàng anh liền đập mạnh vào vai tánh chờ nó thay băng đã tánh không đáp mắt vẫn mở căng nhìn xoáy về phía trước một chân co lên ngực sẵn sàng bật dậy cái phút hiếm hoi ấy đã đến khẩu đại liên địch vừa ngừng bắn Tánh liền đạp mạnh một chân về phía sau bật dậy, đứng sừng sững trước cửa đột phá. Giáp chưa kịp phản ứng gì trước hành động liều lĩnh đó của Tánh thì quả B41 đã lao vụt đi. Ầm, chúng rồi. Lập tức Năm ôm một trái mìn quét lao vụt lên. Người bộc phá viên thứ hai bám theo Năm bỗng ngã vật trước mặt đại đội trưởng. Cầm súng cho tôi tánh ném khẩu B-41 sang cho đại đội trưởng rồi trường tới gỡ quả mìn trong tay đồng chí vừa hy sinh và bật dậy lao lên cửa đột phá theo năm. Hai quả mìn lớn nổ nối tiếp nhau, cửa đột phá mù mịt khói. Đại đội trưởng giáp liền bật dậy, hét vang. Trung đội một, xung phong chiến đầu cầu, lá cờ vụt qua trước mặt đại đội trưởng như một tia chớp. Khói mù vừa tan giáp đã thấy các chiến sĩ trung đội một tràn hết lên bờ tường đất anh nhảy vội sang bên gò mối quắt vào tai anh chiến sĩ đeo máy thông tin vô tuyến. Báo cáo về trung đoàn và tiểu đoàn. Cửa đột phá đã thông. Chúng tôi đang đánh chiếm đầu cầu. Chợt anh nhìn thấy trung đội trưởng Thịnh vẫn nằm bẹp bên gò mối. Tưởng Thịnh bị thương. Đại đội trưởng vội bỏ tới. Lay gọi. Thịnh. Thịnh. Sao thế này? Bị thương vào đâu? Tôi. Tôi. Thịnh ngước nhìn đại đội trưởng mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy. Tôi, không sao cả sao còn ở đây? Giáp ngạc nhiên hỏi. Tôi, tôi, tôi không sao. Thế là thế nào? Tôi, thịnh bỗng mếu máu, tôi không, không chỉ huy được nữa. Sao? Giáp gầm lên, cậu điên rồi đấy à? Tôi sợ, thịnh lắp bắp trả lời và vội cúi mặt xuống tránh ánh mắt của đại đội trưởng. Giáp vẫn chưa hiểu đầu đuôi ra sao. Nghĩ rằng có thể thịnh bị chấn thương anh vội cúi xuống hỏi một lần nữa. Cậu làm sao thế? tôi, sợ. Thịnh bỗng hét lên và đột ngột ôm lấy mặt khóc hòa lên. Cái gì? Đại đội trưởng trường tới nắm lấy cổ áo Thịnh như muốn dựng anh ta dậy. Cậu vừa nói cái gì thế Thịnh? Sợ chết à? Tôi sợ. Khổ lắm. Tôi. Sợ. Đồ tồi. Đại đội trưởng giáp buông Thịnh ra vung tay lên định dám một cái táp vào mặt Thịnh nhưng anh ghìm lại được. Thực ra, anh vẫn chưa kịp hiểu cái gì đã xảy ra. Có thể là Thịnh bị chấn thương mà phát rồ lên chăng? trên bờ tường đất các chiến sĩ đang la hét ầm ầm. Nghe thấy có tiếng kêu xe tăng, Giáp vội quay lại khoát tay ra lệnh cho các chiến sĩ thông tin liên lạc theo mình rồi bỏ mặc thịnh đang nằm rũ bên gò mối lao vụt lên cửa đột phá. Trên bờ thành trung đội một nằm dàn thành một hàng ngang. Họ không thể vượt qua nổi mặt thành để đánh vào bên trong. Từ cánh trái trên con đường dài đã chạy vòng theo bờ thành. Hai chiếc tăng M41 của địch vừa ầm ầm lao tới vừa bắn như chút đạn lên mặt thành. Chúng định bịt cửa đột phá. Giáp nghĩ vậy rồi vồ lấy máy. Anh Vĩnh đâu? Giáp đây. Xe tăng địch ra bít cửa đột phá. Giãn đội hình ra. Tìm cách diệt bằng được xe tăng địch. Giữ cho vững cửa đột phá. Tôi cho đề cà rét lên ngay. Vừa buông máy, đại đội trưởng đã thấy năm bò tới. Thở hồn hển Báo cáo. Không thấy anh Thịnh đâu cả. Nó chết rồi. Giáp đáp gọn lòn. Bây giờ anh chỉ huy trung đội. Năm nhân mặt, ngơ ngác tưởng minh nghe lầm anh Thịnh, hy sinh rồi à? Nó chết chứ không phải hy sinh, giáp giận dữ hét lên. Hãy lo diệt hai cái tăng kia đi đà. Một phát B-41 phóng về phía chiếc xe đi đầu. Đạn đuối tầm, hai chiếc xe vội lùi cả lại không vào nữa, nhưng tiếp tục bắn dữ dội lên mặt thành. Thêm ba chiến sĩ nữa hy sinh vì đạn pháo và đạn súng máy của nó. Bộ binh địch từ các ngách hào giận dịch của gia đình phản kích bít lại cửa đột phá giáp cho tập trung hỏa lực ghim chân bọn bộ binh lại không cho chúng tới gần bờ thành. Một khẩu d được điều lên kịp thời. Đại đội trưởng chỉ mục tiêu cho các xạ thủ rồi ra lệnh. Phải hạ nó ngay phát đạn đầu. Nếu không thì dày dào với nó đấy. Được. Đồng chí khẩu đội trưởng vừa nhổ nước bọt vào lòng bàn tay vừa trả lời. Bọn tôi xin trình diễn ngay. Khẩu đội Descartes khẩn trương triển khai pháo rồi bắn luôn. Phát đạn đầu chúng ngay trước xe thứ nhất nó nổ bùng một tiếng rồi bốc cháy dữ dội chiếc thứ hai vội vã quay đầu chạy nhưng phát rét thứ hai đã bay vút tới ngay lập tức cử lắm giáp reo lên khi thấy cả hai chiếc xe đã bị diệt trung đội phó năm lập tức cho bộ đội xung phong lá cờ trên tay lý phất mạnh bộ đội ảo qua bờ tường tung lựu đạn tới tấp vào các ngách hào giao thông khi trung đội một đã chiếm được tuyến hào giao thông đầu tiên giáp báo cáo về tiểu đoàn rồi cho cả đại đội xông vào đánh phá khu đầu cầu và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thọc sâu. Bộ đội càng đánh càng hăng, từ hai bên, địch dồn cả về phía đầu cầu để đối phó. Đạn réo đinh tai nhức óc, lý chúng đạn loạn choạng rồi ngã vật xuống. Thông lao lên đỡ lấy cờ, rồi vọt theo tiểu đội trưởng. Việt đã xả hết một băng đạn, nhưng không biết có chết tên địch nào không vì khói quá. Anh bám sát dính làm theo mọi động tác của dĩnh như một cái máy. Đại đội thọc sâu đã vọt qua được khu đầu cầu. Phía sau họ vẫn gian tiếng súng, hình như địch lại tràn ra bít lại. Mặc, giáp tiếp tục hạ lệnh tiến. Anh ngước mắt nhìn lên tìm vật chuẩn định hướng. Kia rồi, cây cột anten của đài viễn thông cao nghệo vượt lên trên biển khói lửa. Giáp bấm công tắc máy và hét vang lên. Chúng tôi đã vượt qua khu đầu cầu. Xin chỉ thị. Tiếp tục thọc sâu. Tiếng vĩnh vang lên. Các cậu cứ việc lướt qua những nơi có thể lướt được. Thọc thật nhanh, mạnh. Đại đội 2 sẽ cùng với xe tăng lên giải quyết căn bản giữ liên lạc vô tuyến với tôi và trung đoàn. Rõ, giáp định báo cáo với tiểu đoàn về trường hợp thịnh. Nhưng nghĩ thế nào anh lại thôi. Thâm tâm anh vẫn chưa hiểu vì sao đột nhiên thịnh lại đổ đốn ra như thế. Hay là nó bị chấn thương thật. Giáp bỗng đâm ra nghi ngờ cả mình. Thằng thịnh mà bỗng dưng lại sợ chết thì không thể nào hiểu nổi. Mà lại nói sưng sưng ra miệng. Rồi khóc. Thế là nghĩa làm sao? Có lẽ nó bị chấn thương, đâm ra tâm thần thật rồi nghĩ vậy đại đội trưởng giáp bỗng thở phào nhẹ nhõm hẳn thà rằng nó bị thương vẫn còn hơn là lại có tiếng động cơ rèn lên ngoài cửa đột phá giáp quay lại che mắt nhìn và bỗng reo lên xe tăng ta và kia rồi những khẩu pháo cỡ lớn trên xe bắn liền mấy phát đáp lại giáp rút khẩu pháo hiệu đeo bên mình ra bắn vọt một phát pháo hiệu đỏ về phía trung tâm căn cứ địch nhận được tín hiệu của Giáp, ba chiếc xe tăng vừa bắn vừa ầm ầm lao tới bọn địch vừa tràn ra định bịt cửa đột phá một lần nữa thấy xe tăng ta vào vội vã chạy giặt sang hai bên. Đạn chống tăng M72 của bọn bộ binh vun vút lao tới, nhưng ba chiếc xe tăng vẫn tiếp tục tiến tới. Được sự chi viện đắc lực của xe tăng giáp sốc lại đội hình rồi ra lệnh nhằm thẳng trung tâm căn cứ địch tiếp tục đột phá. Anh Việt, lựu đạn. Dĩnh hét lên lao tới đá phóc quả lựu đạn địch vừa ném tới xuống một đoạn hào giao thông, rồi đẩy Việt ngã sấp xuống bên một ụ bao cát vừa bị đạn B40 bắn sập. Ba thằng địch nằm trong cái u súng ấy đều bị quả B-40 thiêu cháy đen thui. Một thằng cắt phù ngập tới cổ chỉ còn trơ ra mỗi cái đầu đen xì. Và bộ răng trắng nhẩn nhẹ ra hệt như bộ răng của cái thằng da đen vẽ trên hộp thuốc đánh răng hi ớt. Việt vẫn không sao cắm được băng đạn mới. Tay anh run quá. Rõ ràng anh nhìn thấy một thằng địch gục trước mũi súng của mình. Thằng đầu tiên, anh không kịp nhìn mặt nó, vì dĩnh đã kéo anh vượt nhanh qua mặt đường. Chiếc xe tăng T-54 bám theo đại đội thọc sâu vừa bị trúng một quả M-72. Băng xích đứt tung. Xe không chạy được nữa. Các pháo thủ bật nắp xe ra. Dùng đại liên vào pháo trên xe tiếp tục bắn yểm hộ cho bộ binh vượt đường. Trung đội của năm tràn vào khu vực của một công binh xưởng. Khắp nơi ngổn ngang các loại súng pháo của địch bị hỏng hóc từ các nơi đưa về sửa. Một thằng trung úy ngụy đứng gục đầu vào một chiếc xe công trình, chết cứng tự bao giờ. Dưới chân hắn là một mụ đàn bà chạc 40 tuổi son phấn lòe loẹ loẹt, tay ôm khư khư một chú chó nhật. Người đàn bà đã chết cứng, nhưng con chó bé bỏng vẫn không làm sao thoát ra khỏi vòng tay to lớn của mụ, đành nằm nép vào giữa đôi bầu vũ to xề xệ của mụ mà run. Nhìn thấy vậy Việt thương tình lấy nòng súng cố cậy vòng tay của người đàn bà ra. Con chó được giải thoát, thoát một cái nó nhảy vút vào gầm chiếc xe công trình sủa nhấm nhách. Cho đến tận lúc này Việt mới hoàn toàn bình tĩnh tỉnh táo trước đó anh như bị cơn lốc của cuộc xung phong lôi đi anh cũng hét cũng bắn cũng lăn cũng bò nhưng dường như chỉ làm theo mọi động tác của dĩnh và nằm anh tiểu đội trưởng trẻ tuổi ấy không lúc nào rời anh mỗi lúc anh gặp nguy hiểm đang loay hoay chưa biết nên xử trí ra sao thì lập tức dĩnh xuất hiện và mọi khó khăn lập tức được san bằng khi vượt qua tuyến phòng thủ đầu tiên một chút nữa thì việt phải đánh giáp lá cả với một tên địch cao to và đen chuỗi như một thằng lính âu phi nó từ trong một khu nhà lao ra và đâm xâm vào ngay trước mặt việt anh siết cò nhưng khẩu ak của anh chết lặng đạn trong băng hết lúc nào không rõ thằng địch sấn tới việt phóng mạnh khẩu súng có gắn lê về phía trước thằng địch né thoát và chộp được đầu súng của anh bỗng nghe một tiếng rắc thằng địch kêu ở một tiếng rồi đổ sập xuống dĩnh từ trong làn khói lao ra nện bồi cho nó một báng súng nữa rồi hét ra nhanh hai người vừa kịp nhảy vọt ra thì một mảng lửa đổ sụp ngay sau lưng thì ra anh và thằng địch gặp nhau bên cạnh một ngôi nhà đang rừng rực bốc cháy. Đại đội bị chặn lại trước một tuyến công sự và ụ súng dựng toàn bằng thùng phi. Cây cột anten đài viễn thông sừng sững ngay trước mặt họ. Sở chỉ huy căn cứ địch có lẽ cũng ở gần đâu đây thôi. Địch kháng cự ngày một quyết liệt. Đại đội phải tạm dừng. Điều hỏa lực tập trung lên đột phá. Ba khẩu đại liên và tất cả các khẩu B-40. B-41 cùng một lúc phát hỏa theo lệnh của đại đội trưởng oanh tặc lạp oanh nằm vẫy tay ra lệnh cho bộ đội sẵn sàng vọt tiến anh rất quen thuộc với lối sử dụng hỏa lực này của đại đội trưởng lối đánh mà cậu dĩnh thường gọi là hòa tấu trong trung đoàn ít có đại đội trưởng nào giỏi sử dụng hỏa lực như đại đội trưởng giáp vì thế mỗi lần đột phá gặp cản trở mà thấy đại đội trưởng cho tập trung giàn nhạc của mình lên phía trước là các chiến sĩ rất yên tâm rắn mấy rồi ông ấy đột cũng phải thủng hỏa lực bắn phá chừng vài phút đại đội trưởng liền quay lại khoát mạnh tay một cái, lập tức năm bật dậy thét lớn. Xung phong. Dĩnh vọt lên trước tiên, tiếp sau anh là Mộc, chiến sĩ cầm cờ rồi đến Việt. Việt thoáng thấy lá cờ đã thủng lỗ chỗ loang lổ những máu. Mộc là người thứ ba đón nhận lá cờ vinh quang ấy. Tiểu đội chỉ còn ba người. Tuy vậy Dĩnh vẫn không chịu rời vị trí mũi nhọn của trung đội, đại đội. Liệu đạn, Nam vừa hét vừa tới tấp tung liền ba trái lựu đạn mỏ vịt vào bên trong giấy thùng phi nhồi đất, làm thành một bức tường ngăn chặn. Các chiến sĩ cũng làm theo anh. Lựu đạn nổ rền một chập. Khói chưa tan, Năm đã dẫn trung đội áp sát dãy thùng phi. Phốc, anh vọt nhanh qua mảng tường bị B-41 bắn sạt. Dĩnh bám theo sát gót rồi quay lại kéo Mộc lên. Mộc đứng trên bờ tường vung cao lá cờ quay một vòng và hét toáng lên. Xung phong, sở chỉ huy địch kia rồi đại đội tràn lên chiến lĩnh tuyến phòng thủ cuối cùng trước sở chỉ huy địch. Bọn lính sư đoàn 25 vừa hò hét vừa chạy giặt vào bên trong, tiếp tục chống cự. Có lẽ ở các hướng bộ đội ta vẫn chưa đột sâu vào tung thâm được nên địch dồn hỏa lực về phía này rất dữ đội. Đạn cối nổ dày trước mặt, hai chiếc M113 từ khu trung tâm căn cứ lao thẳng ra. Những khẩu 12 ly 8 trên xe bắn như vãi đạn. Bộ phận đầu tiên, của đại đội gồm toàn bộ trung đội của năm lúc đó đang vượt qua một khoảng sân bê tông rộng mênh mông để tiếp cận con đường vào sở chỉ huy địch, liền bị chặn lại. Một chúng đạn ngã vật giữa sân, máu xối ra đỏ cả một mảng sân xi măng. Lá cờ văng ra cách đó vài mét, Dĩnh lập tức trườn tới. Đạn kẻ trước mặt Dĩnh, mặt, Dĩnh vẫn trườn như một con thằn lằn. Cuối cùng anh tới được lá cờ. Hai chiếc xe bọc thép của địch bắt đầu lao tới đầu sân. Nguy đến nơi rồi. Việt lạnh gáy khi tiếng bánh xích của hai chiếc xe xiết trên nền xi măng. Nó sẽ nghiến tất cả da cám. Anh quay lại nhìn về phía sau và định nhòm dậy chạy lộn trở lại. Nhưng đại liên địch vẫn veo véo trên đầu, cày tóe lửa xung quanh. Mình chết đến nơi rồi. Nó sẽ nghiến nát. Một nỗi xót xa chợt dội lên trong anh. Hình ảnh Nguyệt và đứa con trai kháu khỉnh thoáng hiện trong tâm trí anh. Anh muốn kêu lên một tiếng gì đó thật thống thiết nhưng không thể mở nổi miệng. Nhưng, một loạt tiếng nổ dậy đất, 34 Pháp B40, B41 cùng lao tới nổ chùm trước mặt, khói đùn lên mù mịt, có tiếng gieo cháy rồi, tiếng băng xích nghiến trên nền xi măng câm bặt. Xung phong, bộ đội lại thét vang, tiếng thét của đồng đội đã dựng việt dậy, sống rồi, anh thét lên một tiếng rồi bật dậy lao theo lá cờ dĩnh đang hưa lên phía trước. Trung đội của năm đã vượt qua chiếc sân xi măng rộng minh mông và chiến lĩnh con đường chạy vào sở chỉ huy địch trước mặt họ lại một dãy thùng phi nhồi đất nữa nhìn qua thấy chỉ còn láo nháo vài tên địch đang tìm đường chạy năm cho bộ đội vượt đường đánh chiếm luôn mục tiêu mới này đại đội trưởng giáp hạ lệnh tạm dừng và lập tức liên lạc với tiểu đoàn tiếng anh như reo lên vĩnh đâu giáp đây giáp đã tới khu trung tâm nghe rõ cho bộ đội tìm nơi ẩn nấp pháo sẽ bắn cấp tập 10 phút vào khu trung tâm rồi sung phong các mũi cũng đang vào cả rồi đấy tôi nghe rõ yêu cầu pháo bắn nhanh để bọn tôi xung phong kẻo mất thời cơ. Cậu ở cách cột anten chừng bao nhiêu mét? Khoảng 300 mét. Sở chỉ huy địch ở khoảng giữa cột anten và nhà thờ. Thấy chưa? Thấy rồi. Tôi vừa hỏi cung tù binh. Tốt. Còn bao nhiêu quân? Không đầy ba chục. Được. Đánh tới đi. Đại đội hai còn đang kẹt ở khu trường hạ sĩ quan. Xe tăng đang lên chỗ các ông đấy. Rõ, xin chào hẹn gặp lại cậu nói gì thế hẹn gặp lại giáp nhắc lại và cười vang không đúng điều lệnh phải không thôi tào lao xốc lại đội hình đi pháo sắp bắn rồi đấy rời máy giáp quay lại lệnh cho đồng chí liên lạc gọi khang và các cán bộ trung đội tới hội ý anh vốn rất ghét họp hành ở giữa trận nhưng lúc này anh thấy cần phải được tiếp thêm sức lực tinh thần để đưa đại đội vượt nốt chặng đường cuối cùng một lát sau các cán bộ đã đủ mặt giáp trịnh trọng nói với mọi người trước mặt chúng ta là sở chỉ huy địch chúng ta tạm dừng chờ pháo bắn chi viện rồi sung phong ngay tôi phân công nhiệm vụ như sau trung đội đồng chí viễn phát triển bên cánh phải chiếm khu thông tin trung đội đồng chí toàn phát triển sang phía nhà thờ trung đội đồng chí năm và hỏa lực do tôi chỉ huy trực tiếp đột vào hướng chính diện phút quyết định đã đến các đồng chí phải hành động nhanh gọn động viên anh em cố dẫn lên để giành vinh quang cho đại đội ta cắm được lá cờ lên sở chỉ huy địch. Tôi nói hết. Đề nghị anh Khang phát biểu thêm. Tôi đề nghị. Chính trị viên Khang xúc động nói: ở đây có đủ mặt cấp ủy, trừ đồng chí Năm. Chúng ta có thể tuyên bố kết nạp đồng chí Tánh và truy nạp cho đồng chí Thông. Đồng ý. Đại đội trưởng giáp dơ một nắm tay lên. Toàn Viễn cùng lập tức giơ tay biểu quyết. Được rồi chúng ta sẽ tuyên bố với toàn đại đội ngay sự kiện này. Thôi, các đồng chí về nắm ngay bộ đội đi. Giáp nói như hét vì pháo bắt đầu bắn cấp tập vào khu trung tâm. Anh Khang ở lại đây giữ liên lạc với tiểu đoàn và thê đội dự bị. Khói thế kia, họ có thể nện lầm vào ta đấy. Nhanh lên. Pháo ngừng là sung phong luôn. Cán bộ các trung đội vội vã trở về đội hình. Năm lập tức cùng với chính trị viên Khang đến gặp tánh. Anh xạ thủ B-41 mặt đen sạm khói đạn hai tai đã u đặc. Chính trị viên Khang phải ghé sát tận tai mà hét lên anh ta mới hiểu ra vấn đề. Và lập tức đứng dậy nắm chặt tay đưa lên ngang đầu miệng lắp bắp mấy tiếng gì đó không ai nghe được vì pháo đã nổ rền trời. Có lẽ anh ta định đọc lời tuyên thệ, nhưng chính trị viên vội ngắt lời. siết chặt tay anh thay cho bài diễn văn chúc mừng, rồi vội vã chạy về vị trí của mình. Dường như đến tận lúc ấy tánh mới hiểu ra tính chất cực kỳ hệ trọng của sự kiện này đối với cuộc đời mình. Anh ngồi tựa lưng vào một chiếc thùng phi vừa nghe pháo vừa thở, để nén bớt nỗi xúc động đang cồn lên trong lòng mình. Một lát sau, không dừng được, tánh vội bò sang phía dĩnh, ôm chầm lấy cả dĩnh và lá cờ vừa cười vừa khóc miệng lắp bắp. Thằng Thông, thương thằng Thông quá dĩnh ngạ. Giá như, nó thật xứng đáng. Giá lúc ấy mình bắn nhanh hơn một chút. Thôi, đừng nhắc đến nó nữa. Phải nhắc chứ, nhắc mãi. Mình thế là được kết nạp rồi mấy đứa con mình sau này. Về vị trí đi, pháo sắp ngừng bắn rồi. Tánh ôm chặt lấy Dĩnh và Việt một lần nữa rồi lom khom chạy về vị trí của mình. Dĩnh vừa quay lại định nói với Việt điều gì đó thì pháo ngừng bắn. Hai khẩu đại liên của đại đội lập tức nổ rền. Năm bật dậy khoát mạnh tay chỉ về phía khu sở chỉ huy địch. Cả trung đội lập tức lao theo anh, vượt qua một dãy nhà mái vòm. Họ thấy hiện ra trước mặt một khu nhà sơn trắng toát. Có lẽ nó đầy rồi. Năm nghĩ vậy rồi cho bộ đội triển khai sang hai bên vệ đường để tìm cách vượt qua dãy hàng rào chống B40 cao chừng 4 mét. Bên trong hàng rào còn một dãy nhà vòm nữa phải vượt qua mới có thể tiến vào khu nhà lớn kia được. Nếu đây đúng là khu nhà của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 25 ngụy thì chắc chắn bên trong chúng phải bố trí nhiều ụ súng, lô cốt nữa chứ không giản đơn thế này. Năm nhầm tính lại số đạn B40, B41 có trong tay và thầm lo lắng. Phải dành số đạn ấy cho cái đầu con rắn độc này. Anh nghĩ vậy rồi quay lại ra hiệu cho Dĩnh đưa lựu đạn lên. Hiểu ý anh. Dĩnh trao lá cờ cho Việt rồi trườn đi. Một lát sau anh kéo về đặt trước mặt năm một túi bao cát đầy lựu đạn. Năm đỡ lấy túi lựu đạn rồi ra lệnh cho Dĩnh bám theo mình. Bỏ đến cự ly thuận lợi nhất. Năm dừng lại rồi mỏ túi lựu đạn ra. Hai người tới tấp nện lựu đạn vào chiếc cột sắt nối giữa hai mảng hàng rào chống B-40. Chừng sáu bảy quả nổ thì chiếc cột sắt gãy tung ra. Lớp rào sụp một mảng lớn. Dĩnh và Năm lợi dụng lúc địch chưa kịp phản ứng vọt ngay vào bên trong chiếm đầu hồi căn nhà vòm, bắn kiềm bọn địch bên trong cho bộ đội vượt qua. Trước mặt họ đã hiện ra ngôi nhà lớn bằng xi măng cốt thép, trông như một chiếc lô cốt khổng lồ chi chít những cửa sổ. Hai bên là hai dãy nhà mái vòm xếp theo hình gọng bừa. Ở giữa là một sân xi măng rộng thênh thang. Trên sàn có vẽ một hình tia chớp bằng sơn đỏ trông gớm chết. Ở chính giữa cái tia chớp ấy chúng dựng một cột cờ trắng toát phía trước cột cờ là bốn cái lư hương bằng xi măng lớn như bốn cái lô cốt chính nó đây rồi năm ghé vào tai dĩnh nói khẽ trước cửa có hai cái lô cốt xi măng gay đấy như để minh họa cho lời của năm bốn khẩu đại liên từ trong hai chiếc lô cốt ấy cùng rít lên một lúc đạn quét thành hình rẻ quạt từ dãy nhà vòm bên này tới dãy nhà vòm bên kia khống chế toàn bộ khoảng sân xi măng trước cửa tòa nhà lớn Muốn tiếp cận để đánh vào khu nhà chỉ huy của địch thì ít nhất cũng phải diệt được một trong hai cái lô cốt tai ác ấy. Nhưng sân xi si măng trống trơn, hai bên dãy nhà mái vòm đều còn địch. Không thể đưa B40, B41 vào bắn được, biết làm sao bây giờ? Bỗng dĩnh chỉ lên nóc nhà mái vòm và reo lên. "Đây rồi, đưa B40 đây cho tôi, lên trên này bắn găm xuống." Nguy hiểm lắm. Năm vội lắc đầu. Không còn cách nào khác co rúm cả ở đây còn nguy hơn nhiều. Nó cho một quả M72 là chết. Vừa nói dĩnh vừa rằng lấy khẩu B40 trên tay đồng chí xạ thủ vừa bị thương. Yểm hộ cho tôi. Chú ý bọn ở dãy nhà bên kia. Trước khi leo lên mái nhà, Dĩnh quay lại đưa mắt tìm Việt rồi chỉ vào lá cờ. Hiểu ý anh. Việt nâng lá cờ lên chỉ về phía trước. Dĩnh gật đầu rồi lựa thế bám lấy mái nhà đu người leo phát lên. Năm ra lệnh cho Bình dùng trung liên bắn mãnh liệt thu hút sự chú ý của địch về phía mình để Dĩnh hành động. Mọi người hồi hộp theo dõi từng động tác của Dĩnh. Năm như nín thở, mắt mở căng nhìn đăm đăm sang dãy nhà đối diện. Mồ hôi vã ra chảy thành từng dòng trên mặt. Một phút, hai phút, ba phút vẫn chưa thấy Dĩnh bắn. Một tốp địch nhô ra đầu hiên dãy nhà vòm núi điện. Năm vội rằng lấy trung liên, nhằm thẳng vào đó xiết một băng dài. Đạn cày vào bờ tường, vôi cát tung lên trắng xóa. Mấy tên địch hốt hoảng thụt vội vào. Tình, ừ. Hoàng, Dĩnh nổ súng. Chiếc lô cốt bên trái ngôi nhà lớn tung lên. Từ hai lỗ châu mai khói phì ra đen đặc. Dĩnh đã lộ mục tiêu. Bọn địch phía sau dãy nhà vòm bắt đầu châu súng bắn như mưa về phía anh. Tình, ừ. Hoàng, phát đạn thứ hai của Dĩnh dập nốt cụ đại liên bên cánh phải. Xung phong. Năm dẫn trung đội vọt nhanh qua dãy tường bao men theo dãy nhà vòm, đánh thẳng vào ngôi nhà lớn tánh dội liền một phát B-41 vào dãy nhà vòm núi điện, tạo màn khói che mắt bọn địch ở phía sau dãy nhà đó, để trung đội nhanh chóng vượt qua khoảng sân xi si măng. Đại đội trưởng giáp dẫn trung đội của Toàn vừa từ phía nhà thờ đánh vượt sang chiếm dãy nhà vòm đối diện. Tiếng lựu đạn nổ rền trong từng căn phòng. Giấy tờ, tài liệu của địch bay là tả. Khói. Không hiểu khói từ ngõ ngách nào tuôn ra, chỉ một lát đã mù mịt cả ba dãy nhà. Cắm cờ ở đâu, anh Năm? việt gào rát cổ mà không thấy năm đâu anh đành đứng dưới hành lang ngôi nhà lớn mà phất cờ lia lịa một lát sau từ một khuôn cửa dày khói năm lao vụt ra một chút thì đâm sầm vào việt lên sân thượng năm quát giờ ôm ngực ho sặc sủa việt dò dẫm trong khói một lúc mới tìm ra lối lên sân thượng dưới chân thang gác xác ba bốn tên địch nằm đè lên nhau quần áo chúng đều đang cháy lem lém tiếng mỡ xuôi lèo xèo việt buộc phải đặt qua ba cái xác ấy mới bám được cầu thang đứng lên trên sân thượng nhìn sang phải sang trái việt đều thấy bộ đội ta đang sung phong đuổi địch sáu chiếc xe tăng của ta chia làm hai mũi đang tiến về khu sân bay với một niềm hứng khởi dâng lên tràn đầy việt dương cao lá cờ phất mạnh về bốn phía và hét vang lên chiếm được sở chỉ huy rồi cờ đây các đồng chí ơi loay hoay một lát Việt mới hạ được lá quân kỳ của sư đoàn 25 ngụy có hình tia chớp xuống để kéo lá cờ của mình lên. Gặp gió, lá cờ nở bung ra, gieo phần phật. Bất giác, Việt nhìn sang mái nhà vòm và chợt giữ người lại khi nhận ra dĩnh nằm vắt ngang trên mái nhà. Một dòng máu đỏ xối theo hình vòm của mái nhà, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Dĩnh, Việt thét lên một tiếng rồi vội vã leo trở xuống. Chân tay anh bỗng run lẩy bẩy. Nhanh lên, nhưng làm sao mà có thể cứu được biết đâu cậu ấy chỉ bị thương máu máu chảy nhiều quá thành từng dòng trên mái nhà việt chạy đi đâu thế nhận ra người vừa giữ mình lại là chính trị viên khang việt vội chỉ lên nóc nhà dĩnh còn trên đó sao dĩnh còn trên đó việt hét lên rồi rằng khỏi tay chính trị viên chạy vụt đi khang cũng vội vã theo anh lên với dĩnh dĩnh nằm dưới ánh nắng trói trang mắt nhắm nghiền như đang ngủ say. Khẩu B40 vẫn ôm chặt trong lòng cũng loang loáng máu. Nóc nhà quét sơn trắng, vì thế mà những dòng máu của Dĩnh như càng đỏ hơn, như bốc lửa dưới ánh mặt trời. Dĩnh! Dĩnh ơi! Cậu ấy hy sinh rồi. Việt xót xa nhìn gương mặt vào vầng trán thông minh của Dĩnh. Anh chợt nhớ lại những điều Dĩnh đã nói với mình hôm mới về tiểu đội. Nhớ lại những lời Dĩnh say xưa kể về ông giáo già dạy lịch sử, về thói quen suy nghĩ của mình, chắc hẳn lúc này dĩnh không còn phải băn khoăn về điều gì nữa cuộc đời này vẫn còn nhiều cái phải suy nghĩ phải rút ra cái này cái kia nhưng dĩnh đã nhắm mắt rồi dĩnh ơi lá cờ cậu trao cho mình đang bay trên sở chỉ huy căn cứ địch chúng ta đã tới đích rồi chỉ tiếc rằng bọn mình đưa cậu ấy xuống thôi việt ạ à. việt lặng lẽ ngồi xuống để chính trị viên khang nâng dĩnh lên đặt vào lưng mình thân thể dĩnh vẫn còn mềm và ấm việt tưởng như nếu lắng nghe lắng nghe thật tinh tưởng vẫn có thể nghe thấy nhịp tim của dĩnh đập sau lưng mình. Trận đánh gần như đã kết thúc, tiếng súng chỉ thỉnh thoảng mới nổ rộ lên một chập rồi lắng xuống. Từ khắp các ngõ ngách, từng chuỗi tù binh địch đang được các phân đội gom lại, giải về nơi tập trung. Thỉnh thoảng các chiến sĩ lại phát hiện ra vài tên địch đang lần lút đâu đó, tiếng hò hét vang dậy. Một vài phát súng nổ thị uy rồi thì tất cả những tên địch đó đều chịu trói. Một vài tên ngoan cố liều lĩnh chống cự liền bị trừng trị ngay tiếng súng đã lắng xuống nhưng những đám cháy thì vẫn ngày một lan rộng khói lửa vẫn ngút trời không ai nghĩ đến chu vén dập lửa vào lúc này xung kích từng tốp nằm ngồi ngồn ngang bên các ụ súng bằng bao cát hay ngay bên những ngôi nhà vừa cháy trụi chỉ còn trơ lại bổn bức tường đen xì một vài anh láu cá nhất đã kiếm được ở đâu đó vài ba lon bia hay hoa quả vừa chia nhau ăn uống vừa chuyện gian phía đông căn cứ nơi vừa diễn ra trận đánh địch phản kích khá dữ dội của một bộ phận trong sư đoàn đã dông nghịt xe pháo của sư đoàn bạn họ là đơn vị có nhiệm vụ thọc sâu chiến dịch sẽ đánh thẳng vào sân bay tân sơn nhất ngay chiều nay hoặc sáng sớm ngày mai lính sư đoàn chiến thắng vừa hoàn thành nhiệm vụ mở toang cánh cửa thép đồng dù nhìn theo họ mở phát ghen thế là họ sẽ vào sài gòn trước mình rồi nhưng dù sao mình cũng đã hoàn thành nhiệm vụ cả sư đoàn thờ phào như vừa cất được gánh nặng mệt đói khát Giá rời vì vừa qua một trận quyết chiến, tưởng như không ai có thể đứng dậy làm bất cứ một việc gì nữa. Ước gì được lăn ra đây mà ngủ một giấc, nhưng còn bao nhiêu việc phải làm. Thương binh liệt sĩ còn nằm cả đó, tù binh còn hàng sốc rồi tài liệu, giấy tờ, cơ biển của địch, chưa kể gì đến xe pháo, máy móc, súng đạn, kho tàng còn ngổn ngang trong cái căn cứ minh mông này. Ban chỉ huy đại đội 3 đã tề tựu đông đủ trước cửa nhà tên tư lệnh sư đoàn 25 đại đội được lệnh chốt giữ khu vực này và tiếp tục giải quyết nốt hậu quả của trận đánh. Chính ủy trung đoàn vừa gọi điện thoại báo cho Giáp và Khang biết chính ủy sư đoàn sắp lên để kiểm tra khu vực bộ tư lệnh sư đoàn địch. Lại còn tên sư đoàn trưởng chưa thấy tăm hơi đâu. Giáp ra lệnh cho các trung đội triển khai chiếm giữ các dãy nhà xung quanh sở chỉ huy địch và tiếp tục truy quét để tìm cho ra tên tướng chỉ huy cái sư đoàn ngụy sừng sò này. Nhưng, đúng lúc ấy thì một tình huống bất ngờ xảy ra. Từ cửa nách của ngôi nhà lớn, Nơi khói vẫn đang tuôn ra mù mịt, một tên địch đột ngột lao ra. Nó lao vụt tới dứng xứng trước mặt giáp và Khang, cười rẽ lên một tiếng như điên dại rồi cấp ngang. Khẩu AR15 lia dẹt một băng. Sự việc chỉ diễn ra trong chớp mắt. Năm đang đứng gần đó đã nhìn thấy tên địch, nhưng anh chậm hơn nó trùng một giây đồng hồ. Khẩu tiểu liên trên tay nổ liền ngay sau băng A15 của tên địch. Muộn rồi. Đại đội trưởng giáp và tên địch cùng ngã gục xuống trên sân xi măng. Sau chừng vài giây bàng hoàng, chính trị viên khang thét lên một tiếng giận người rồi lao tới. Anh vội bế thúc giáp lên, máu từ ngực anh phun ra như xối. Ráp, giáp, khang thẳng thốt gọi, mặt anh tái mét, miệng líu díu lại, gọi, gọi, y tá mau. Băng ngay cho anh ấy đi. Năm vội chạy tới, quỳ mọt xuống dùng dao găm rạch áo của đại đội trường ra rồi lấy băng cá nhân định băng cho đại đội trường. Bỗng giáp mở mắt nhìn mọi người trừng trừng rồi mất máy môi nó nó đâu rồi ai khang hỏi khẽ như sợ làm cho giáp kinh động lại ngất đi cái thằng bắn bắn tôi nó đấy năm bắn nó chết rồi mọi người tự nhiên giãn ra để giáp nhìn thấy thằng địch nằm ngay trên vũng máu nhưng giáp không nhìn nó đôi mắt của anh nặng nhọc lướt qua từng gương mặt các đồng chí thân yêu rồi như thu hết tàn lực tiếng anh bỗng vang lên gãy gọn kẻ thù của chúng ta là như vậy đấy đừng, đừng, ảo tưởng, nói với Thảo dùm tôi sau này, nhớ, nhờ kể cho, thằng Quyền. Cố sức nói xong câu ấy, người đại đội trưởng quả cảm thở dốc một tiếng, giữ người lên rồi chút hơi thở cuối cùng. Giáp, chính trị viên khang thét lên một tiếng rồi ôm ghi lấy đại đội trưởng Giáp khóc nức lên. Cậu liên lạc của Giáp cũng hòa lên khóc theo. Năm bốn đứng bật dậy, chẳng nói chẳng rằng chĩa tiểu liên vào cái xác thằng địch vừa bắn Giáp nghiến răng siết cò số đạn còn lại trong băng găm khắp người tên địch khiến cái xác cứ nhảy lên thon thót. Khi khói đạn đã tan, mọi người nhìn thấy hai bông mai màu đen trên ve áo của thằng địch. Một thằng trung tá, tiên sư nó, năm chửi toán lên rồi quay sang chính trị viên Khang, lỗi tại tôi, anh Khang à, nếu tôi nhanh hơn một tí trời ơi, sau lúc ấy tôi phản ứng chậm thế. Nó xông ra liều chết đòi mạng, trung đội trưởng toàn cay cú kết luận, chúng mình mất cảnh giác quá. Tin đại đội trưởng hy sinh lan đi rất nhanh. Các chiến sĩ lập tức chạy xô đến. Năm bực mình vung tay hét toáng lên. Thôi, giãn cả ra. Khổ lắm. Có giãn cả ra không? Hở, đi xem có còn thằng nào lần lút quanh đây không? Nó lại táng cho một quả lựu đạn thì trơ mắt ếch ra bấy giờ. Các chiến sĩ vội tản đi. Năm và Khang tiến lại, nhẹ nhàng nâng giáp lên. Khiêng ra đặt anh nằm dưới chân cột cờ nơi Việt vừa đưa dĩnh về và còn đặt tạm ở đó họ đặt đại đội trường xuống và vừa kịp đắp lên người anh một tấm giro bằng nhung xanh lấy từ nhà tên tư lệnh sư đoàn 25, thì chính ủy sư đoàn cùng với chính ủy trung đoàn và tiểu đoàn trường Vĩnh đi tới. Mọi người vội đứng nghiêm chào các thủ trường. Tất cả im lặng. Một sự im lặng đến ngập hở. Một lát sau, như sực tỉnh, chính trị viên khang mới vội vã bước ra mấy bước giơ tay lên vành mũ. Báo cáo đồng chí chính ủy sư đoàn, tôi Nguyễn Xuân Khang, chính trị viên đại đội 3, báo cáo thôi chính ủy vội xua tay đại đội trưởng của các đồng chí đâu năm khang toàn lần lượt nhìn nhau rồi lặng lẽ cúi đầu kìa đồng chí giáp đâu tiểu đoàn trưởng vĩnh như cảm thấy có điều gì chẳng lành nên vội hỏi dồn báo cáo giọng khang như nghẹn lại đồng chí giáp vừa vừa hy sinh sao anh vừa nói cái gì thế chính ủy trung đoàn giật này người ngỡ như mình vừa nghe lầm báo cáo Đồng chí giáp, Khang không thể nói tiếp được nữa. Anh vội bước tới lật tấm nhung xanh lên. Trời ơi! Thằng giáp, tiểu đoàn trưởng, vĩnh trồn tới. Quỳ ngay xuống bên cạnh đại đội trưởng giáp. Sao lại thế này? Cậu ấy vừa nói chuyện điện thoại với tôi kia mà. Vâng, vừa, vừa mới đây thôi. Khi tất cả đã, đã xong xuôi rồi. Chính trị viên Khang vừa nói vừa chỉ tên Trung tá Ngụy nằm trong vũng máu. Nó, thằng ấy từ trong kia lao ra bắn anh ấy bằng một băng tiểu liên chính ủy sư đoàn chính ủy trung đoàn và tiểu đoàn trưởng vĩnh ngơ ngác nhìn nhau dường như họ vẫn chưa tin những điều khang vừa kể là sự thực im lặng bao trùm lên tất cả một lát dường như không nén được nữa cậu liên lạc của giáp lại òa lên khóc chính ủy sư đoàn lặng lẽ bước tới ông quy xuống ngắm nhìn gương mặt người đại đội trưởng đã từng nổi tiếng trong sư đoàn về lòng dũng cảm và tài chỉ huy chiến đấu người mà vừa mới đây ở sở chỉ huy người ta luôn miệng nhắc tới giáp chiếm được khu đầu cầu rồi tay ấy mà đã vào được đến đó thì yên tâm giáp vừa báo cáo gặp xe tăng địch yên trí cậu ấy sẽ biết cách hất phăng tụi nó đi giáp đã tới gần sở chỉ huy rồi đấy đã bảo mà thôi yên trí rồi đấy chỉ có tình huống cuối cùng này là không ai có thể ngờ tới không ai tiên đoán nổi ngồi bên giáp một lát chính ủy sư đoàn đứng dậy đi về phía ngôi nhà lớn của sở chỉ huy địch đến bên cái xác tên trung tá Ông dừng lại nhìn nó rất chăm chú rồi quay lại nói với mọi người. Kẻ thù của chúng ta là như vậy đấy. Hãy nhớ lấy bài học đau xót này. Hết phần 7.